Rồi mình sẽ ăn sáng với lại gia đình của tôi nha. Đi cà phê của mình đây. Đây là món rất là đẹp nè. Đã có mập vậy giờ còn đuối còn đuối luôn nữa. Ơi, người ta ăn rồi phải cho tới luôn em, không ăn thì thôi, ăn phải cho tới luôn rồi. Còn tô này của ai đó? Sao ủa sao em muốn ăn này à? Quá. Ăn nó thơm ghê luôn á. Ăn sáng đi nha. Này chắc ăn trưa luôn rồi chứ ăn sáng gì nữa. Trưa rồi, sáng. Trưa rồi luôn. Rồi, bây giờ thức ăn của mình đã có rồi. Mời các bạn nhỏ ăn đi nha. Rồi mình cùng trà một cái đi. Vô nè, mấy bạn ơi, Phan để qua đây. Anh để cái cây qua cho bên kia kìa. Đây đây để ta lấy cái này cái này. Rồi phải được rồi. Cùng trà nha. 1 2 3 vô. Have a good day. Thôi các bạn giao lưu xúc xích đi. Trời ơi, xuống ăn xúc xích mà cũng cụng nữa. Rất là hài luôn á. Trời. Trời ơi. Phong ơi. Hồi nãy cũng trà giờ lên rồi. Ấy đi ngồi xuống. Đây bây giờ là Phong có một cái món. Ồ, chụp đi là món mình kêu chung nha để mọi người ăn. Thử ai thích thì kêu thêm nha, ai thích kêu thêm. Đây món bánh khen ăn chuối pha bột giấm và mật dâu. Không, ly thức uống rất là ngon luôn. Ở đây là một cái ly gì, cà phê Ấn Độ đúng không? Trà sữa. Trà sữa Ấn Độ. Milk tea. India milk tea. Nó có quế thơm thôi. Ấn Độ. Canicana. Ấn Độ nó lắc là coi như là thiệt là xúc mỡ rồi luôn á. Ở đây thích đi xe này không? Gật gật.